Nhân dịp kỷ niệm 115 ngày sinh đồng chí Tô Hiệu 1912-2022, Bảo tàng tỉnh Sơ La đã tổ chức triển lãm ảnh Tinh thần Tô Hiệu. Triển lãm trưng bày 100 bức ảnh theo chủ đề Quê hương, Tô Hiệu, Tinh thần và ý chí cách mạng và tỏa sáng mãi Tinh thần Tô Hiệu nhằm giới thiệu thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tô Hiệu qua các thời kỳ, góp phần làm rõ bản lĩnh chính trị kiên cường, phẩm chất cách mạng trong sáng, trí công vô tư, tinh thần hy sinh quên mình vì lợi ích cách mạng, luôn gắn bó máu thịt với đồng chí đồng bào của nhà cách mạng liệt sĩ Tô Hiệu. Đồng thời khẳng định công lao to lớn và nhân cách mẫu mực của đồng chí Tô Hiệu là tấm gương sáng cho mọi thế hệ noi theo. Triển lãm tinh thần Tô Hiệu diễn ra từ nay đến tháng 12 năm 2022 tại di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.